Thưa quý vị, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe tải trên Quốc lộ 22 đoạn qua huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Sau thời gian dài điều tra theo dõi, đội quản lý thị trường số 19, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an thành phố bất ngờ kiểm tra, khám xét một xe ô tô tải đang lưu thông trên cầu vượt Củ Chi, Quốc lộ 22. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ 120.200 bao thuốc lá điếu các loại, xuất xứ nước ngoài, không dán tem nhập khẩu. Tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 3,5 tỷ đồng. Lực lượng quản lý trật tự đã chuyển giao toàn bộ tang vật, phương tiện, giấy tờ và hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, một nhóm đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Trong lúc truy bắt, nhiều đối tượng nhiễm HIV chống trả khiến 5 cán bộ chiến sĩ phải vào bệnh viện điều trị phơi nhiễm HIV. Qua điều tra, các trinh sát công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú do Trần Thị Có cầm đầu. Nhóm này sống lang thang không có nơi cư trú ổn định, thường dựng lều ở trước các nhà dân không có người sinh sống làm nơi cư trú và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này còn giả người nhặt ve chai chở theo các em bé để đi bán ma túy. Sau thời gian truy xét, công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang nhóm đối tượng đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong lúc bắt giữ, các đối tượng chống trả quyết liệt làm 5 cán bộ chiến sĩ bị thương, chảy máu. Qua kiểm tra, công an xác định trong nhóm này có đối tượng bị nhiễm HIV nên các cán bộ chiến sĩ bị thương phải vào bệnh viện để điều trị phơi nhiễm. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng. Từ khi vòng chung kết Euro bắt đầu khởi tranh, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng loạt ập vào các tụ điểm và tạm giữ 7 đối tượng đang điều hành đường dây đánh bạc qua mạng. Qua lời khai ban đầu, đường dây này do Trần Minh Quang cầm đầu. Đối tượng Quang sử dụng 2 tài khoản siêu tổng, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản tổng, tài khoản đại lý và tài khoản thành viên cho các con bạc tham gia. Chỉ từ cuối tháng 5 đến nay, khi vòng chung kết Euro bắt đầu khởi tranh, đường dây này đã tổ chức đánh bạc lên đến hơn 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng. Thời gian gần đây, một nhóm đối tượng được thuê xếp hàng để mua vàng tại các ngân hàng thương mại nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc với mục tiêu đẩy giá hưởng chênh lệch, gây bất ổn cho thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã xác định được nhóm đối tượng này. Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định có khoảng 4 đến 5 nhóm đối tượng liên quan đến các hành vi thuê mua vàng từ các ngân hàng. Điểm đến của số vàng này là các cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn thành phố, trong đó có một địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Liên quan đến vụ sập hang động tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, sau hơn 3 ngày nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm, sáng sớm nay 2 tháng 7, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong hang ra ngoài. Chiều 30 tháng 6 tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn xảy ra vụ sập hầm nghi là khai thác vàng trái phép. Khi xảy ra sạt lở, có 3 người đàn ông ở trong hang, trong đó một người may mắn chạy thoát ra ngoài và bị gãy tay, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Khuya cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa một nạn nhân ra ngoài an toàn. Đến rạng sáng nay 2 tháng 7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới đưa được thi thể nạn nhân còn lại ra khỏi hang. Chiều qua 1 tháng 7, xe dừng nằm loại 45 chỗ lưu thông trên quốc lộ 28 theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Nông. Khi đi qua đoạn cua gấp trên đèo Cù Chỏ, huyện Đắk Rông thì bất ngờ lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị thương, rất may chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Đáng nói là chiếc xe này đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 20 tháng 6 năm 2024, tức 11 ngày trước khi xảy ra vụ việc. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 45 hành khách và tài xế phụ xe. Vụ tai nạn khiến một số hành khách bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Cờ Long và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Công an huyện Đắk Cờ Long xác định nguyên nhân dẫn đến xe khách bị nạn là do tài xế điều khiển xe không quen đường, thiếu quan sát. Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế không phát hiện hơi thở có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Còn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tối qua một xe container chở hàng đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cảnh sát kịp thời có mặt tại hiện trường dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song gây hư hỏng nặng ở phần gầm chiếc container, hàng hóa trên phương tiện được bảo vệ an toàn. Tối 1 tháng 7, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Lạng Sơn kéo theo container chở hàng hóa là kali theo hướng từ Nam Bắc. Khi đến tuyến tránh quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh thì phần gầm chiếc container bất ngờ phát lửa bốc cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Chỉ 10 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.